Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ dự báo thứ sáu thời tiết đẹp sẽ rất thích hợp cho các kế hoạch du lịch của quý vị. Trời chủ đạo là nắng nhiều, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác sẽ dao động trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Đến với Mộc Châu, Sơn La dịp này thì quý vị hãy nhớ mang theo những chiếc áo khoác trong hành trang của mình, bởi vì dự báo là về đêm và sáng thì trời rét với nhiệt độ còn 16 độ. Còn ban ngày thì thời tiết dễ chịu, nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 23 độ, cảm giác dễ chịu. Với khu vực Trung Bộ thứ 6 có nơi vẫn có mưa, nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Còn từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết, nhiệt độ nhỉnh hơn, 29 đến 31 độ. Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi thì cũng là nơi lý tưởng để quý vị dừng chân trong dịp này. Thứ 6 và 2 ngày cuối tuần này thì trời hoàn toàn nắng ráo từ sáng đến chiều với mức nhiệt vừa phải, không vượt quá 30 độ. Về tối và đêm thì có gió thổi đều, trời mát, nhiệt độ giảm xuống còn 26 độ. Nam Bộ ngày thứ 6 thì có xu hướng giảm mưa, ít khả năng mưa to. Trong ngày thì trời có khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác sẽ trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. An Giang thì sẽ có nắng từ sáng đến chiều trong ngày thứ 6 cũng như là 2 ngày sau đó. Trưa và đầu giờ chiều thì trời khá nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 33 độ. Chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện với lượng không lớn và rất nhanh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.